Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, danh y Hải Thượng Lãng Ông đã gọi cây đinh lăng là cây sâm của người nghèo, bởi trong dân gian, cây đinh lăng rất dễ tìm, rẻ tiền. Tuy vậy, nhưng cây đinh lăng có nhiều tác dụng tốt đã được công nhận cả về kinh nghiệm chữa bệnh trong dân gian, lẫn các công trình nghiên cứu đã được công bố và đưa vào thực tiễn sản xuất để trị bệnh. Và đinh lăng có tác dụng như thế nào? Sau đây xin mời các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu về tác dụng thần kỳ của cây đinh lăng. Cây đinh lăng là một loại cây nhỏ, thân nhẵn, không có gai. Thân gỗ có chiều cao từ 0,8 đến 1,5 m, là loại cây có sức sống mãnh liệt. Trước đây người ta thường chỉ thu hoạch lá đinh lăng như một loại rau gia vị, và gần đây thì thu hoạch cả rễ cây bằng cách đào lên, rửa sạch và phơi khô. Cây đinh lăng được trồng phổ biến khắp nơi ở nước ta. Cách trồng cây đinh lăng khá đơn giản. Đinh lăng được trồng bằng thân. Bạn chỉ cần cắt một cành và dăm xuống đất là cây sẽ mọc rễ và phát triển. Đây là loại cây cảnh khá phổ biến được trồng theo nhiều gia đình. Không chỉ được dùng để làm rau sống, đinh lăng còn là một vị thuốc với công dụng bồi bổ sức khỏe và chữa được nhiều chứng bệnh. Cây đinh lăng có rất nhiều loại, như đinh lăng lá nhỏ, đinh lăng lá to, đinh lăng lá nhuyễn, đinh lăng lá tròn, v.v. Và cây đinh lăng lá nhỏ là loại đinh lăng phổ biến nhất. Khi chúng ta nhắc tới đinh lăng, thì hình ảnh đầu tiên nhất đối với chúng ta liên tưởng đó chính là loại giống cây này. Loại cây này thường dùng để làm gia vị hoặc lấy thân, rễ, lá để làm thuốc. Sau đây là một vài tác dụng hữu ích từ cây đinh lăng, lá đinh lăng. Khi bị phong thấp, tê nhức chân tay, đau nhức lưng gối, ta dùng thân cành đinh lăng từ 20 đến 30 g phối hợp với một số loại như cúc tần, lá lốt, rễ xấu hổ, bưởi bung, mỗi loại 10 g, ta cho vào 600 ml nước, sắc còn 300 ml và uống mỗi ngày 3 lần. Khi bị sưng đau cơ khớp, ta dùng lá đinh lăng giả nhuyễn đắp lên vết thương chỗ sưng đau, bệnh sẽ nhanh chóng tan biến. Ngoài ra, đinh lăng còn chữa được tê khớp và đau lưng mỏi gối hay bệnh gút. Ta dùng thân cành cây đinh lăng từ 20 đến 30 g đi kèm với cúc tần, cam thảo dây, rễ cây xấu hổ, sắc lấy nước uống và uống nhiều lần trong ngày. Sử dụng cây đinh lăng có thể điều trị được những chứng bệnh như phong thấp, đau lưng, cảm sốt, mụn nhọt, song lá đinh lăng giúp thải mồ hôi, v.v. Và trong đông y, mọi bộ phận trên cây đinh lăng đều có thể dùng được. Tuy nhiên, mỗi bộ phận sẽ có những cách dùng khác nhau. Lá đinh lăng phải mang phơi khô, sao vàng hạ thổ thì mới có thể dùng làm gối nằm để trị mồ hôi trộm, đau đầu, tăng cường trí nhớ. Còn thân cây đinh lăng băm nhỏ, sao vàng hạ thổ để sắc nước uống. Rễ cây đinh lăng có thể ngâm rượu, và trong rễ cây đinh lăng còn chứa những thành phần có thể gây hoa mắt, chóng mặt. Vì vậy, nếu dùng quá liều lượng có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi và kèm theo nôn mửa. Rễ cây đinh lăng càng lâu năm thì thành phần dược tính của nó càng mạnh, vì vậy khi dùng cần phải thật sự thận trọng. Các bạn thân mến, đinh lăng là một vị thuốc tốt và dễ tìm tại Việt Nam. Các hoạt dược tính trong đinh lăng được ứng dụng phổ biến trong y học. Bởi vì hàm lượng dược tính cao nên khi phơi khô lá đinh lăng phải đúng cách. Nếu thực hiện sai quy trình thì vị thuốc mất dược tính và không đảm bảo công dụng lá đinh lăng phơi khô. Thông thường, lá và rễ đinh lăng thường dùng làm thuốc. Người dân dùng lá đinh lăng tươi để nấu nước uống chữa bệnh, thải độc. Nếu muốn tích trữ dùng lâu ngày sẽ phơi khô đinh lăng hoặc sao vàng hạ thổ đinh lăng để bảo quản lâu dài. Đinh lăng tươi hay lá đinh lăng phơi khô đều có lượng vitamin rất lớn. Và trong đông y,
Dược liệu đinh lăng phơi khô có vị ngọt, vị hơi đắng, tính mát. Cây đinh lăng có rất nhiều công dụng trong điều trị các chứng suy nhược nói chung. Rễ và lá đinh lăng là những bộ phận thường được dùng làm thuốc. Đối với lá đinh lăng, vị thuốc được dùng tươi hoặc dùng khô tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình. Những công dụng chính của lá đinh lăng phơi khô được công nhận trong y học dân tộc gồm có: nước lá đinh lăng khô có tác dụng lợi tiểu, bồi bổ cơ thể suy nhược gầy yếu, thải độc cơ thể, chữa cảm sốt, chữa chứng mụn nhọt sưng tấy, cải thiện tình trạng dị ứng ngoài da, có tác dụng an thần, chữa chứng mất ngủ và tăng cường trí nhớ, hỗ trợ điều trị các trường hợp tiêu hóa kém, nhức đầu, v.v. Và cách phơi khô lá đinh lăng như sau. Trước tiên ta cần chọn lá đinh lăng già, không bị sâu, sử dụng cả cọng và cuốn lá. Đem lá đinh lăng đi rửa thật sạch, sau đó cho ngâm vào nước muối 20 phút và rửa lại với nước. Để đinh lăng ráo nước, sau đó cắt khúc bằng ngón tay và đem đi trải đều phơi nắng. Lưu ý không nên phơi nắng gắt vì sẽ làm cháy lá. Khi phơi nên đảo lá đều và nhẹ tay. Phơi đến khi lá đinh lăng khô hẳn thì đợi cho lá nguội bớt giòn, cho vào túi ni lông bảo quản nơi khô thoáng và dùng dần. Các bạn thân mến, sử dụng lá đinh lăng phơi khô mang đến nhiều lợi ích tương tự như đinh lăng tươi. Phơi khô hay sao vàng đều là những cách bảo quản lâu ngày không làm mất dược tính nguyên vẹn của cây thuốc. Và mục đích của sao vàng hạ thổ là giúp bảo quản vị thuốc lâu hơn. Sau khi sao vàng, dược liệu được đem đi hạ thổ sẽ hấp thu tinh túy của đất, từ đó phát huy hiệu quả chữa bệnh tốt hơn. Khi sao lá đinh lăng để uống, nếu dùng để sắc nước uống chữa bệnh thì sao luôn cả cành và lá đinh lăng. Đinh lăng phơi khô có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và bổ sung dưỡng chất giúp điều trị suy nhược. Ngoài ra, khi kết hợp với các vị thuốc đông y khác có thể hỗ trợ chữa một số bệnh lý về xương khớp, tim mạch. Sau đây là những bài thuốc từ lá đinh lăng phơi khô được ứng dụng rộng rãi. Lá đinh lăng khô làm gói nằm cho bé. Gói đinh lăng khô có mùi hương thoang thoảng, dễ chịu, giúp trẻ nhỏ ngủ ngon. Ngoài ra, đinh lăng dưới gối cũng giúp củng cố thông kinh lạc, giải phóng sự ức chế xuất hiện ở vỏ não bộ nơi đầu nằm của trẻ. Từ đó trẻ được thoải mái, dễ chịu, không bị ra mồ hôi trộm hay giật mình khi ngủ. Và cũng nên lưu ý, ta chỉ dùng lá đinh lăng không chứa cọng hay cuốn lá, vì cọng cứng có thể gây đau cho bé khi nằm. Và trước khi cho lá đinh lăng vào gói, ta lót trước lớp bông gòn rồi cho thêm lá đinh lăng khô vào trong. Dùng tay dàn đều đinh lăng dưới lớp bông gòn, sau đó đóng vỏ gói lại cho kín lót đầu cho bé dễ ngủ. Đinh lăng chữa mề đay mẩn ngứa. Lá đinh lăng phơi khô có tính kháng viêm mạnh. Nước lá đinh lăng được đánh giá mang đến hiệu quả trong điều trị nổi mề đay mẩn ngứa do dị ứng. Có thể kết hợp uống nước lá đinh lăng phơi khô và đắp đinh lăng tươi ngoài da để tăng hiệu quả điều trị. Cách thực hiện khá đơn giản, chuẩn bị 50g lá đinh lăng khô rửa sạch để ráo nước. Cho đinh lăng khô vào ấm sắc với 500ml nước đến khi sôi và đun đến khi hỗn hợp còn 250ml, rồi sau đó tắt bếp. Dùng nước này uống khi còn ấm và uống sau bữa ăn. Áp dụng trong 10 ngày, kết hợp đắp đinh lăng sẽ thấy hiệu quả hơn. Một công dụng rất tuyệt vời của lá đinh lăng phơi khô đã được nhiều người áp dụng trong việc chữa ho khan, ho có đờm lâu ngày. Đối với trường hợp ho dai dẳng lâu ngày, dùng thuốc tây khoảng 3-4 ngày không khỏi, ta có thể thử uống nước lá đinh lăng đã sao khô. Trong lá đinh lăng có thành phần vitamin và các chất chống viêm tự nhiên, có thể khắc phục sự phát triển của virus mầm bệnh gây ho. Cách thực hiện như sau: sử dụng 50g lá đinh lăng phơi khô sao vàng cùng với vài lát rừng tươi, cho hỗn hợp đun với lửa nhỏ, uống thay nước mỗi ngày và uống liên tục trong nhiều ngày, sẽ nhận thấy cơn ho thuyên giảm nhanh chóng.
Một công dụng được nhiều người biết đến của đinh lăng là chữa được chứng mất ngủ. Theo đông y, lá đinh lăng có tác dụng hiệu quả thông kinh lạc, giải phóng sự ức chế xuất hiện ở vỏ não bộ. Người cao tuổi thường xuyên chằn chọc khó ngủ, uống nước lá đinh lăng phơi khô thường xuyên sẽ hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về thần kinh tọa, phòng ngừa lão hóa sớm. Nếu bạn nhận thấy cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, thường xuyên mất tập trung do mất ngủ thì nên áp dụng phương thuốc sau. Chuẩn bị 24g lá đinh lăng, 20g lá vong, 20g tan diệp, 12g tim sen, 16g liên nhục. Đem tất cả các nguyên liệu trên đi rửa sạch rồi, sau đó cho vào nồi cùng với 400ml nước, đun với lửa vừa, đun đến khi hỗn hợp còn 150ml. Thì dừng lại và dùng uống khi còn nóng. Các bạn thân mến, một công dụng ít được biết đến của đinh lăng khô là bổ thận, lợi tiểu, hỗ trợ bài tiết thuận lợi. Lá đinh lăng có tác dụng hiệu quả trong điều trị bệnh thận và nhất là sỏi thận. Vì thế, bệnh nhân đang mắc bệnh thận có thể uống nước lá đinh lăng mỗi ngày để hỗ trợ khắc phục bệnh. Và cách thực hiện bài thuốc như sau: ta dùng lá đinh lăng khô 25g, lá vong 20g, liên nhục 16g, tim sen 12g và tan diệp 20g. Đem tất cả nguyên liệu đi rửa sạch và để ráo nước, sau đó đun cùng 400ml nước. Đun đến khi thuốc sắc còn 150ml thì chia thành 2 lần uống trong ngày, sẽ góp phần điều trị bệnh thận hiệu quả. Bên cạnh việc điều trị bằng dược liệu, người bệnh có thể chế biến các món ăn từ lá đinh lăng để bổ sung dinh dưỡng. Đinh lăng phơi khô được đánh giá là vị thuốc mang đến nhiều công dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, ở mỗi người bệnh, với đặc điểm cơ địa khác nhau và cây thuốc có thể phát huy hiệu quả nhanh hoặc chậm. Nếu đã sử dụng đinh lăng chữa bệnh trong thời gian từ 2 đến 3 tuần mà không nhận thấy chuyển biến, ta nên tìm phương thuốc điều trị khác để đạt hiệu quả hơn. Bởi bất kỳ vị thảo dược nào cũng có thể mang lại những phản ứng phụ nếu người bệnh sử dụng sai cách hoặc quá lạm dụng chúng. Các bạn thân mến, hy vọng với những thông tin chia sẻ hữu ích trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về công dụng của cây đinh lăng. Từ đó có cách tận dụng hiệu quả công dụng của nguyên liệu này để nâng cao sức khỏe. Và đồng thời hãy tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn để nhận được hướng dẫn cụ thể hơn. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.